Rất vui được gặp lại quý vị tại video của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, bên cạnh những câu chuyện các cuộc kháng chiến, những anh hùng dân tộc, thì những diễn biến về hậu cung, về bên lề chính sử lôi cuốn rất nhiều người muốn tò mò tìm hiểu. Những câu chuyện trốn hậu cung tưởng chừng vô nghĩa, nhưng nó lại thể hiện rất rõ ràng quan điểm, tư tưởng của từng vị vua và lột tả sâu sắc cuộc sống của các phi tần. Đặc biệt là vào thời nhà Nguyễn, mỗi vị vua lại có một cách quản lý khác nhau, cùng với đó là những câu chuyện khá kỳ lạ. Trong sách Đời sống trong Tử Cấm Thành và Đời sống cung đình triều Nguyễn, bên cạnh việc đề cập đến giới sinh hoạt riêng biệt của vua và hoàng gia, thân phận, tâm tư của nhiều người trốn hậu cung, từ cung phi đến thái giám, hay việc thực hành vô số phép tắc phức tạp, tác giả Tôn Thất Bình còn tiết lộ những góc khuất đằng sau chuyện vua ban hơi ấm hay còn gọi là thị tẩm mỗi đêm cho các cung phi, mỹ nữ. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu về câu chuyện này qua video ngay sau đây. Góc khuất đằng sau lịch vua ban hơi ấm cho các cung phi mỗi đêm. Tác giả Tôn Thất Bình cho biết, thời gian hành phòng của vua đối với các bà vợ chính thức được quy định nghiêm ngặt và theo một trật tự cố định. Theo sách Lễ Ký, căn cứ vào hiện tượng trăng tròn trăng khuyết, chiếu theo địa vị thấp cao của các cung phi, lịch hành phòng của vua được ấn định cụ thể. Theo đó, 81 ngựa thê chiếm 9 đêm, 27 thế phụ được hưởng 3 đêm, 9 tần được 1 đêm, 3 phu nhân 1 đêm, tổng cộng là 14 đêm. Đến ngày 15 là ngày vọng nhật, trăng viên mãn là của hoàng hậu. Ngày thứ 16 cũng thuộc về hoàng hậu. Sau đó, chu kỳ bắt đầu từ trên xuống dưới, tam phu nhân, cửu tần, thế phụ, cho đến ngày 30, quá trình hành phòng được hoàn thành 1 tháng. Số cung phi, mỹ nữ ở mỗi đời vua, trung bình phải trên 100. Vua Gia Long có 21 bà hậu phi chính thức và hàng trăm cung phi. Vua Minh Mạng có 43 hậu phi chính thức, còn số cung phi chắc cũng phải lên tới 500-600 người. Hai ông vua bị cho là bất lực của triều Nguyễn là vua Tự Đức và vua Khải Định cũng đến hàng trăm cung phi. Phần lớn, các cung phi đều là con cháu đại thần trong triều. Vua Gia Long từng chia sẻ, ông không thể từ chối việc này, vì nếu ông từ chối sẽ làm các quan trong triều đau đớn. Cũng có cung phi xuất thân từ dân thường, xã trưởng, hương trưởng chọn các cô gái đẹp nhất trong làng, xã làm danh sách tâu lên. Triều đình sẽ tổ chức chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định. Đến thời vua Bảo Đại, chế độ cung phi mới bị bãi bỏ. Vì số lượng cung phi quá nhiều nên tùy theo đêm, nhà vua chấm cho thái giám một số cung phi vào hầu. Sách Bảo Đại hay rằng những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam của sử gia người Pháp cho biết có giai thoại rằng để lựa chọn cung phi vào hầu chăn gối cho nhà vua, thái giám đôi khi còn dùng một chiếc xe để dê kéo vua. Đi qua các buồng cung phi, hễ con dê đứng ở cửa buồng nào thì đêm đó cung phi ở buồng đó coi như gặp số đỏ và thái giám sẽ đưa vào cho vua. Vì lẽ đó, để được hưởng đặc ân của vua, các cung phi có thói quen rằng làm bó lá dâu treo trước cửa để lôi kéo dê đứng lại trước buồng mình. Không phải người nào vua cũng biết mặt. Có nhiều cung phi dù được đưa vào hầu nhưng vua cũng không cần nhìn dung nhan. Chỉ có viên thái giám là biết rõ tên tuổi cung phi nào tối nay được đưa vào cho nhà vua. Để tránh mưu sát, cung phi phải cởi hết quần áo, choàng người bằng tấm vải đỏ do thái giám đưa cho. Và viên thái giám ghi rõ tên tuổi cung phi, ghi ngày, thậm chí cả giờ hầu vua vào một tấm thẻ tre để kín đáo trên bàn ăn của nhà vua. Sử gia người Pháp cũng cho biết, có ông vua yêu cầu nhiều cung phi trong một đêm, hoặc phục vụ lần lượt, hoặc cùng một lúc. Tương truyền, vua Minh Mạng mỗi đêm chọn 5 cung phi vào hầu, mỗi canh một người, với hy vọng ít nhất 3 người sẽ mang thai. Do vậy, để danh sách cung phi vào đêm nào được cập nhật trong sổ sách, để khi có mang sẽ không nhầm lẫn, nghi hoặc. Thái giám có nhiệm vụ chuyển danh sách 5 cung phi ấy cho Tôn Nhân Phủ. Phủ này lại chuyển một danh sách khác cho Quốc Sử Quán. Sau này, khi người nào mãn nguyệt khai hoa, Quốc Sử Quán có trách nhiệm giả soát, đối chiếu xem thử từ ngày vua đòi đến kỳ sinh nở có đúng ngày đúng tháng không. Theo truyền thống và tục lệ, mỗi đêm, vua chọn một bà trong đám cung phi, mặc dù lượt các bà phi chính thức đến nhanh hơn.
tất cả các bà đó chỉ như người bạn tình ân ái trong chốc lát. Sau khi thưởng ngoạn xong, nhà vua lăn ra ngủ một mình. Các bà phải rời khỏi long sàng, theo thái giám trở về buồng mình. Thường thì người nào được vua yêu sẽ được gọi nhiều lần hơn. Cũng có người suốt trong thời gian ở Tử Cấm Thành chẳng được gọi lần nào. Có lẽ thiệt thòi nhất vẫn là các cung phi của vua Tự Đức và vua Khải Định. Vua Tự Đức thì không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý. Vì lúc còn nhỏ, vua bị bệnh, đậu mùa nên biến chứng mất khả năng sinh dục. Vì khó khăn trong chuyện này nên có lần quần thần bàn cách đưa một bà vợ của hoàng đế mắn đẻ vào cung, nhưng cũng không có kết quả. Sau lần thử nghiệm chẳng được hoàn hảo ấy, nhà vua buồn bực thêm. Sau này, vua phải nuôi cháu làm dưỡng tử để nối ngôi. Còn vua Khải Định vốn bị mang tiếng bất lực, người con duy nhất của vua với bà Hoàng Thị Cúc, cũng bị đặt nghi vấn là con của người khác. Bản thân vua trong thời gian ngự trị trên hai vàng cũng không hề đụng đến cung phi nào. Hàng trăm cung phi của vua phải sống tàn tạ, buồn phiền trong cung điện lạnh lùng băng giá. Liên quan đến chuyện những nàng cung nữ bị bỏ rơi trong hậu cung, còn có một giai thoại lưu truyền trong dân gian xứ Huế. Đó là chuyện hai cung nữ bị ức chế đã dùng cà dê và chuối ba lùn tạo cảnh âm yếm, tạo cảnh âu yếm, bị thái giám bắt được. Điều này cho thấy một khía cạnh đau xót cho thân phận của cung phi dưới Trường Nguyễn. Không kể săn bắn, cờ bạc, các vị vua chúa Việt Nam chỉ còn giải sầu bằng thơ ca và xem thiên văn, dành nhiều thì giờ vào đùa với cung nữ. Các bà trong hậu cung không phải chỉ là các vương phi mà là các cung tần hay thị tỳ thị nữ, không có họ. Tử Cấm Thành trở nên hoang vắng trống trải, hết cả sinh khí như một tử địa. Hơn cả một gia đình, một hậu cung mà cả một xã hội phức tạp có đến 9 hạng khác nhau, một hệ thống các thứ bậc mà mỗi thứ hạng đều xác định rõ vai trò, vị trí, lương bổng khác nhau, không thể không làm nảy sinh trăm nghìn chuyện ghen tuông ganh tị. Hãy cùng đến với những câu chuyện bí ẩn nơi hậu cung nhà Nguyễn ở phần tiếp theo của video. Bà Phi Tần là cung nữ, làm các công việc dọn dẹp hầu hạ trong nội cung, thường được gọi là thị tỳ, thị nữ. Nhưng vua cũng có quyền đêm đầu nối với họ. Chọn cô nào lên hầu thì coi như diễm phúc. Phần lớn cung nữ xuất thân thường ở nông thôn, việc tuyển phi cũng có thể diễn ra bên ngoài cung. Trong một buổi phi hành ở ngoài cung, vua nhìn tận mắt gặp giữa đường thấy cô nào ưng ý liền có thể tuyển làm cung phi ngay lập tức. Thường ở phường Phúc Lan, ngoại ô Huế tự hào có nhiều cô gái được tuyển làm cung nữ. Theo truyền thống và tục lệ, mỗi đêm vua chọn một bà trong đám cung phi, mặc dù được các bà phi chính thức đến nhanh hơn. Vai trò của các bà phi nhiều khi vượt quá thân phận một người trung chăn gối. Một số có ảnh hưởng chính trị rất lớn, họ được các quan lui tới để nhờ các bà làm trung gian chạy chọt một số công việc. Tuy nhiên, rất khó được tiếp xúc cùng với các bà. Không một người đàn ông nào trừ vua và thái giám được bước vào hậu cung. Các thái giám cũng là hạng người có ảnh hưởng lớn. Họ chính là những người bề tôi gần gũi nhất, những người bạn tâm tình của nhà vua. Một số có thể đóng vai trò cố vấn, đề xuất một ý tưởng nào đó, đôi khi liên quan những việc hệ trọng, nhưng thường là những chuyện liên quan đến nhân sự, thăng, giáng, tước vị, thưởng phạt, vân vân. Vì vậy, làng nào có người được chọn làm thái giám thường lấy làm vinh dự. Hễ trong làng có người con trai nào có bộ phận sinh dục phát triển không bình thường, hoặc nếu không có, có thể có những con trai có trí thông minh hay vẻ đẹp khác thường tự nguyện hoạn để được chọn làm thái giám. Vì vậy, từ hoạn quan dùng để chỉ chức danh thái giám, và cũng có hoạn quan bẩm sinh và hoạn quan tự thiến. Sau khi thiến, họ ngâm bộ phận sinh dục bị thiến vào trong một lọ nhỏ để làm bằng chứng về khả năng làm hoạn quan. Chính lý tưởng làm sớ tâu lên triều đình để tuyển chọn. Dĩ nhiên, các nhà vua phải có một sức khỏe dồi dào để duy trì tục lệ này. Vua Minh Mạng đã có soạn một bài thuốc bổ dương mà ngày nay, một thế kỷ rưỡi sau, còn được bàn ở Hà Nội. Sáng chế kỳ lạ đó gọi là Minh Mệnh Thang Nhất Dạ Ngũ Sao, tạm hiểu là 5 lần ân ái trong một đêm. Các phi tần cung nữ không phải ai cũng đẹp cả, vì việc tuyển chọn ở các địa phương không phải lúc nào cũng công bằng ngay thẳng, không thiếu gì cách gian dối để được chọn. Tuy nhiên, cung nữ nào có tài sắc vượt trội
biết chiều chuộng vua, thường được vua vời đến nhiều lần hơn người khác. Nữ giới hoàng cung sống trong nhung lụa, đời sống sang trọng, nhàn hạ, làm đủ thứ việc chỉ để hầu hạ cho một người đàn ông duy nhất, đó là vua. Trong hậu cung cũng có đến hàng chục, hàng trăm người, nên không tránh khỏi chuyện tranh giành, ảnh hưởng, ghen tị, ghen ghét, thậm chí xích mích, thủ oán nhau, kết bè kết đảng, hãm hại nhau. Gia Long, người sáng lập triều Nguyễn thường nói, cai quản vương quốc còn dễ hơn điều khiển nội cung. Tuy nhiên, quy tắc trên hết trong cuộc sống nội cung là sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, bước đi rón rén, không nói to, không dùng những từ nặng nề, trần trụi như ôm, chết, đuôi, què, máu để chỉ thực trạng của vua, mà phải thay bằng những từ nhẹ nhàng hơn như vua ốm, được gọi là vua xe mình, hay ngọc thể bất an, vua chết gọi là băng hà. Ngoài ra, phải kiêng không đọc tên người trong hoàng tộc, phải đọc trệt đi tên những người gần gũi nhất là bề trên của vua. Tên nhân vật quan trọng gọi là trọng húy, tên nhân vật ít quan trọng là khinh húy. Hễ trọng húy như tên vua, hoàng hậu, bố mẹ vua, ông bà vua mà vi phạm thì bị tội nặng. Ví dụ, vợ của vua Minh Mạng là bà Hồ Thị Hoa, thì khi nói phải gọi trạch là ba. Ngôi chợ lớn của thành phố Huế vốn trước đây gọi là chợ Đông Hoa, nhưng sau khi có bà vợ vua Minh Mạng tên là Hoa, nên chợ Đông Hoa phải đổi là chợ Đông Ba. Mấy tháng đầu vào cung, các bà phải ngậm miệng để khỏi bật lên những tiếng thường dùng trong dân gian và không phạm húy, và tập những cách trong cung thường với gọi quy tắc, luật lệ, cách ứng xử để phục vụ vua. Họ còn phải làm quen với nhiều phong tục kỳ lạ, như ngày Đông Chí trong Tử Cấm Thành không được thắp đèn, nổi lửa. Chỉ có ở điện Càn Thanh nhen lên một lò lửa thật lớn. Đúng giờ quy định, mọi phi tần cung nữ mang lồng ấp được tha đến điện Càn Thanh để lấy lửa nhóm trong lồng ấp của mình đem về phòng ở, ngụ ý vua ban hơi ấm cho mọi bề tôi, nhất là nữ giới trong hậu cung. Trang phục của phi tần cung nữ chỉ được dùng màu đỏ tía hay màu lục, màu vàng dành riêng cho vua, hoàng hậu, và cung nữ không bao giờ được dùng màu đen, màu tăng tóc. Màu trắng chỉ dùng cho áo lót, trừ màu huyền dùng để nhuộm răng. Quy tắc về màu sắc áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống nội cung. Ngay cả khi ốm đau, cung nữ nằm trong màn thỏ tay ra, lương y phải là người có tuổi đến xem mạch, có thái giám và một nữ quan đứng bên cạnh để giám sát. Không được chạm vào da thịt bệnh nhân và phải qua một khăn lụa mỏng che kín cổ tay. Ngoài ra, không được nhìn mặt hỏi chuyện bệnh nhân. Ngoài các thái giám, vua là người đàn ông duy nhất ở trong khu ở của cung phi. Khi được tuyển vào cung, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tiếp xúc với người ngoài, nhất là đàn ông. Cùng cách sống, tâm trạng cách ly buồn tẻ như vậy khiến cho cung phi dễ ốm đau. Nếu không mất trí, sống ngơ ngác, ngày dại thì cũng thường chết khi còn trẻ. Có ốm đau cũng không bao giờ được chữa đúng bệnh với các xem mạch đặc biệt như vậy. Chỉ có hai lần có sự biến chuyển trong cuộc sống tàn tạ, suy mòn của họ thay đổi đôi chút. Lần thứ nhất, vào năm Minh Mạng thứ 6, tức năm 1825, đời sống nội cung có bớt xung đột tranh giành là vì trong kinh kỳ ít mưa. Nhà vua thấy hạn làm lo, dụ rằng hai năm trở lại đầy hạn hán liên tiếp, không biết từ đâu sinh ra như vậy. Và trong thâm cung, cung nữ nhiều lên, âm khí uất tắc, mảnh bớt đi cho 100 người có thể giải được hạn. Lần thứ hai là nhờ có chiến tranh. Năm 1885, Kinh Đô thất thủ, quân Pháp chiếm đóng thành Huế, hoàn tất cuộc chinh phục. Tất cả cung nữ chạy thoát ra khỏi hoàng thành. Nhiều cung phi thừa dịp quay về cuộc sống thường dân với gia đình. Chỉ trừ một số ít chạy theo hàm nghi ra Tân Sở, tức là Quảng Trị, lánh nạn. Sau đó quay về khi hàm nghi bị Pháp bắt, đưa Đồng Khánh lên ngôi. Nội cung được tái lập đến khi Bảo Đại về trị vì và tiến hành cải cách, xóa bỏ chế độ phi tần cung nữ. Nắm quyền lực tối cao, vua có quyền lấy bao nhiêu vợ tùy ý. Vua Tự Đức có 103 bà, trong số đó chỉ có một số được vua hạ cố nhiều lắm là 2-3 lần trong cả một đời làm cung phi. Sau khi vua băng hà, đội quân quá phụ đó vẫn phải duy trì quan hệ với người quá cố. Họ sống bên lăng mộ, trông nom, dọn dẹp, gìn giữ, hương khói trong lăng và không bao giờ tái giá
cũng không được rời khỏi Lăng, sống như thể đến hàng chục năm nữa. Gần như suốt cuộc đời, từ khi được tuyển vào cung mới ở độ tuổi 16-17 đến khi vua Hoàng Hạ. Tất cả nam cũng như nữ, khi được nhận hay tuyển vào cung, dù là phi tần, cung nữ hay là thái giám, họ đều vui vẻ chấp nhận số phận, xem như một vinh dự, một cơ may trời cho. Khi rời bỏ quê hương, họ được sự đảm bảo cái ăn, cái mặc, hẳn sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn ở quê nhà. Mặc dù vậy, khi được vào cung, cuộc sống sẽ phải chịu éo le nhiều mặt. Chẳng những phải chịu đựng nhiều đêm cô đơn, mà khi cha mẹ đến thăm cũng phải đứng đằng xa, hoặc trong trường hợp được phép lại gần cũng chỉ được trò chuyện qua bức màn sáo. Cho nên, đối với nhiều cô gái mới lớn, ngày lên đường vào cung vẫn là nỗi kinh hoàng khiếp đảm, đến mức nhiều người thường dọa con gái của họ sẽ đưa mày vào cung coi như là chịu đựng một hình phạt. Trong trường hợp này, vua mang bộ mặt của con ngáo ổ. Bởi vì một khi bước qua chiếc cửa ngăn vào hậu cung, cung phi không bao giờ được quay trở lại, không còn tổ ấm, không còn gia đình, không còn cuộc sống bình thường. Nếu sau một thời gian bị thải loại vì thất sủng hay do bệnh tật, không đủ sức khỏe, cung nữ trở về thường kết thúc cuộc đời của mình bằng cuộc sống tu hành trong chùa chiền hoặc nhà thờ. Tuy vậy, các quan từ trọng thần cho đến những người có phẩm chất thấp hơn, những người dân bình thường, làm chủ gia đình, ai cũng mong muốn con cái được tuyển vào cung, đem lại niềm hy vọng. Vì có nhiều lợi thế là khi con gái sinh ra hoàng nam rồi trở thành hoàng quý phi hay hoàng hậu. Khi Bảo Đại về nước nắm quyền binh, hệ thống thứ bậc trong nội cung rất phức tạp. Các bà phi chính thất hoặc thứ phi, các bà phi tần sinh hoàng nam, các cung nữ được đặt ân đưa lên hàng phi tần. Tóm lại, trong nội cung đầy dẫy mưu toan tính toán để lên cấp hạng phẩm chất. Lấy vợ cho vua là một dịp phát sinh nhiều chuyện kình địch. Các phe phái âm mưu chống chọi nhau để đẩy một cô gái vào cánh tay của nhà vua, sau đó bước lên long sàng. Tập quán bao giờ cũng sống dai. Sau này khi Bảo Long, con trai Bảo Đại, được tấn phong Đông Cung Thái Tử, nghĩa là hoàng tử kế nghiệp, lúc đó mới 9-10 tuổi, nhưng được giới thiệu cùng với nhiều gia đình quan đại thần có con gái vào tuổi suýt soát, để rồi khi lớn lên, anh ta sẽ chấm làm vợ. Bản thân họ vẫn muốn thử vận may trong lúc chiến tranh đã bùng nổ, tiếng Đại Bác rền vang cùng với sức ép của phong trào cách mạng đang dâng lên. Nhưng Bảo Đại hay ít nhất các cố vấn của ông cảm thấy mệt mỏi với các mưu toan, mánh khóe giành giật, chèn ép nhau giữa các bà thái hậu, các bà phi tần cung nữ, làm náo động cuộc sống hậu cung. Ông tiếp tục cải cách, lần này triệt để hơn nữa, bãi bỏ chế độ cung phi, giải thể nội cung, cho các bà cung phi và thị nữ trở về cuộc sống bình thường, không tuyển cung phi mới, dùng đầy tớ gái hầu hạ các bà thái hậu, mẹ đẻ và mẹ đích của Bảo Đại. Vị hoàng đế Tân Học còn gây nên một cuộc đảo lộn, một cơn choáng váng sẽ làm hại ông trong suốt thời gian trị vì. Năm 1934, người dân An Nam rất sửng sốt khi được biết ông quyết định cưới làm vợ một cô gái theo đạo Thiên Chúa Ngoan Đạo, khăng khăng đòi chấm dứt hẳn chế độ cung phi của các triều đại trước để lại, cô Mary Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu.